Đây là cái phần biểu tính tích phân của những cái hàm số hữu tỉ, nhưng mà cái mẫu của nó là một cái mẫu bậc 3. Mình đã đi qua cái mẫu bậc nhất, mình đã trải qua cái mẫu bậc nhất là ax cộng b, mình đã trải qua cái mẫu bậc 2 a bình cộng bx cộng c, mình xét tất cả trường hợp của nó rồi. Bây giờ là mình sẽ đi qua cái dạng mà bậc 3, nhưng mà dạng bậc 3 mình đã trải qua hai cái ở hai cái video trước rồi. Thì bây giờ nè, cái dạng này có 3 nghiệm phân biệt thì cực kỳ dễ. Một nghiệm kép, nghiệm bội 3. Nghiệm bội 3 là trường hợp thứ nhất, quá dễ, lấy máy tính bấm cái là biết bội 3. Cái nghiệm thứ hai á là nghiệm kép. Tức là có hai nghiệm. Hai nghiệm chứ không phải nghiệm kép. Nói nghiệm kép ở trong trình bậc 3 thì không đúng. Và cái dạng thứ ba là có 3 nghiệm. Bội 3 là một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm. Còn trường hợp nào nữa không? Đảm bảo là không còn trường hợp nào nữa. Phương trình bậc 3 có ít nhất một nghiệm. Hồi nãy cái video đầu tiên á, cũng trình bậc 3 thì nói rồi, có ít nhất nó sẽ có một nghiệm, tối đa nó có ba nghiệm. Còn nó có nhiều nghiệm là vô số nghiệm á, là trừ khi tất cả cái hệ số ABC của nó bằng không thôi. Thì cái trường hợp mà tất cả hệ số ABC bằng không á, chỉ gặp ở trong cái trường hợp là biện luận phương trình bậc 3 thôi, nó mới xuất hiện là a bằng 0, b bằng 0, c bằng 0, d bằng 0, thì nó có vô số nghiệm. Còn những phương trình mà nó là bậc 3 đó hả, là a nó phải khác 0, cho nên không có phương trình bậc 3 nào mà có vô số nghiệm cả. Nói phương trình bậc 3 là hệ số a nó phải khác 0, mà hệ số khác 0 thì nó không nằm ở trong cái trường hợp a bằng 0, b bằng 0, c bằng 0, d bằng 0 được, cho nên nó không bao giờ có vô số nghiệm. Rồi, cái dạng này á thì dễ, cái kiểu phân tích của cái bài toán này thì rất là dễ. Nếu mà có 3 nghiệm thì cực kỳ dễ. 3 nghiệm á, mấy em thấy là nếu mà có 3 nghiệm nha, thì một lấy máy tính bấm ra đúng 3 nghiệm. Nếu mà nó cho một cái phương trình bậc 3. Để thầy coi thử coi, nếu mà cho phương trình 3 không có hả? Không có. Không có. Rồi. Đây, tức là phương trình 3, thầy đang kiếm cái phương trình 3 nè, a b bình cộng cx cộng d á, thầy kiếm cái mẫu là đó đó, thì thầy sẽ bấm máy tính cho mấy em coi, thì máy tính sẽ xuất hiện là x1 bằng số nào đó, x2 bằng số đó, và x3 bằng số đó. Và ba số này là ba nghiệm gì? Ba nghiệm thực cả nha, ba nghiệm thực chứ không có một nghiệm thực mà hai nghiệm ảo được. Một nghiệm thực, hai nghiệm ảo là có một nghiệm, và cái phương trình bậc 2 đó là vô nghiệm. Rồi, bài này thì dễ, bài này chắc chắn cái bài toán này nó sẽ phân tích được dạng là một của lộng a chia cho x cộng b chia cho x trừ 1 và cộng c chia cho x cộng 1. Tại vì này nó có ba nghiệm là x trừ 1 nè, x cộng 1 nè và x nè. Thì này sẽ phân tích được dạng này. Vì nó phân tích được dạng này cho nên làm theo cách của thầy, thầy nghĩ là nó sẽ dễ hơn là làm theo cái cách của nó. Cách của thầy là con khỉ gì thầy cũng không biết nữa. Bây giờ mình sẽ phân tích thử ha. Thằng này á, làm theo cách của thầy thì thằng này thầy nghĩ là nó sẽ nhanh hơn. Cách của nó là cái phương pháp mà phương pháp gì quên tên mất tiêu rồi. Cái phương pháp hệ số bất định á, từ 2 đến 3 của cái này. 1 phần x trừ 1 nhân cho x cộng 1 nhân cho x dx. Rồi. Thằng này á, nếu mà phân tích theo kiểu của thầy á là phải dựa trên kinh nghiệm nhiều. Từ 2 đến 3 mình phải chọn số thích hợp. Nếu mà làm một lần thì cũng được, cho nên á, làm theo kiểu từ từ giống như thầy nè. Đầu tiên á, thầy đưa x vào x trừ 1 nè, x trừ 1 vào thì thầy trừ x và thầy cộng đi 2 vào. Còn vật giả thú vị hơn á, là thầy đưa x trừ 1 vào, thầy đưa x cộng 1 vào và thầy đưa x vào. X trừ 1 nè, rồi trừ đi x trừ 1 là thằng này. X cộng 1 thì có thể là cộng cho x cộng 1 thôi. Làm từ từ đi. Chứ làm theo kiểu kia thì cũng biết làm sao nữa. Nó khá dài, nhưng mà thằng này thì nghĩ là làm theo kiểu hệ số bất định á, thì mấy em thấy là nó sẽ dễ dàng hơn cho mình nhiều. Nếu mà làm theo phương pháp hệ số bất định á, khá dễ. Còn nếu mà làm theo cách của thầy á thì mấy em sẽ trải qua rất là nhiều dấu bằng. Còn phương pháp bất định á, em làm nháp ở ngoài, dù ngoài nháp có nhiều dấu bằng nhưng mà trong bài thi của em á rất ít dấu bằng, rất là gọn, bài làm của em rất là gọn. Cho nên á, đúng là cái phương pháp, phải nói là cái phương pháp là kinh điển, là học hệ số bất định, học cái dạng này là phải biết cái phương pháp hệ số bất định rồi,
không có bỏ qua nó được. Rồi thằng này á, thầy sẽ tách ra x trừ 1 trừ x cộng đi 2, chia x trừ 1 của thầy thì thầy phải làm từ từ. Còn thầy nghĩ là mấy em thôi mới học thì nên làm theo kiểu hệ số bất định đi, sau này mấy em thấy cái cách của thầy thì nó sẽ tốt hơn là cái phương pháp hệ số bất định. Tại vì hệ số bất định thì nói chung là nó làm nháp bên ngoài, mình phân phối với mình rút gọn nó cũng dễ sai nữa, đúng không? Cái phần mà a chia cho x trừ 1 gì nè cộng b nè, thì cái khó khăn á, là ở chỗ mình phân phối nè, phân phối vô nó dễ sai và nó dài nữa, cho nên thầy không có chuộng cái cách đó. Vào phòng thi mà mấy em ngồi phân phối kiểu này là chắc mệt lắm. Nhưng mà nếu mà bí quá thì luyện theo phương pháp hệ số bất định cũng được. Và khi mà luyện theo phương pháp hệ số bất định đó, vì thằng này là nháp nha, cho nên nó kỹ năng làm bài của em đóng vai trò rất là quan trọng. Em nhìn vô mấy em phân phối vừa em làm rất là nhanh. Nếu mà làm quen thì em làm rất là nhanh, cho nên đó, có thể nó sẽ còn nhanh hơn cái phương pháp này của thầy nữa. Thầy chia xuống thì được là 1 phần x cộng 1 nhân cho x cộng đi thằng này là trừ x cộng 2, chia cho thằng này là x trừ 1 x cộng 1 và cộng đi x dx. Này thầy làm hơi 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 bị dài đó. Phần từ 2 đến 3 của 1 chia cho 2 này nè, còn tách nữa, 2 này tách nữa. Thầy đã chém thằng x trừ 1 rồi, thôi thầy nghĩ là nên làm theo kiểu hệ số bất định đi. Giờ kế tiếp thầy nên chém thằng x cộng 1 trừ x cộng đi 1 cộng đi 3. Bài toán này của thầy nên làm theo kiểu này nè, nhanh hơn hệ số bất định, nhanh hơn hệ số bất định. Đây đây, đầu tiên á, ngoài đây nè, thầy sẽ ta có, tới đây thầy sẽ ghi ta có nha, 1 chia x trừ 1 x cộng 1 nhân cho x sẽ bằng, tách thằng tử ra, x trừ 1 trừ cho x trừ 1 trừ cho x trừ đi 1 cộng đi 3 x trừ 1 x cộng 1 nhân cho x bằng x trừ x mất. Hai này nè thầy gom lại, hai này thầy gom lại để nó chém thằng này. Đầu tiên thầy chém thằng này ra là 1 chia cho x nhân cho x cộng 1. Đây nè, thằng này chém xuống. Thằng này á là trừ của 1 chia cho x trừ 1 nhân cho x. Nè, thằng này đặt trừ ra là x cộng 1, x 1 chém này ra là x nhân x trừ 1 nè. Hay là cộng cho 3 phần x trừ 1 x cộng 1 nhân cho x. Số 3 này với này nè giống nhau ha. Giống nhau. Hai này gom lại. Thì mình sẽ suy ra được 1 chia cho x trừ 1 x cộng 1 ra nhiêu. Mục tiêu là mình muốn tính thằng này. Từ đây tương đương hay là suy ra cũng được. Ta có thằng này suy ra là 2. Thầy chuyển giấy thằng này qua giấy bên này là 2 chia cho x trừ 1 x cộng 1 nhân cho x. Đối với cái dạng mà tử á, của nó là một số thôi thì phân tích dễ theo kiểu này. Tử là số, còn nếu mà tử nó chứa x nữa cái là mệt. Tử mà chứa x hay là chứa x bậc 2, bậc 3 gì đó là mệt. Còn nếu mà chỉ chứa số này thôi thì mình làm theo cách của thầy khá dễ. Thầy bằng nè, hai này gom lại, 1 chia x, 1 chia x cộng 1. Này đặt dấu trừ. Đúng không? Nè. Phân phối lên ngon, trừ. Là dấu trừ của 1 chia x trừ 1 x. 1 chia cho x trừ 1. Thằng này nè, có dấu trừ trước ha. Ở đây có cái dấu ngoặc nè. Đó. Với 1 chia x thì phân phối lên. Này là dấu trừ luôn. X phân phối lên. X phân phối lên. X phân phối lên. Ra là x trừ x cộng 1, đúng rồi. Bỏ ngoặc, bỏ ngoặc, bỏ cái dấu ngoặc này ra là cộng. Như vậy là chỗ này là chỗ này sẽ là 2 chia cho x trừ đi 1 chia x cộng 1. Và này là trừ đi 1 chia x trừ 1.
số 2 này đưa xuống dưới đây luôn. Số 2 này đưa xuống ra là 1 phần 2 của nguyên đám này. À, thì thầy đã phân tích thằng này ra dạng là mình có thể tính được cái nguyên hàm của nó rồi. À, thì thằng này á, nếu mà làm theo kiểu hệ số bất định á, thì mấy em cũng ra thằng này thôi. Ra 1 chia x trừ đi 1 phần 2 của x cộng 1 và trừ đi 1 phần 2 của x trừ 1 thôi. Nhá, làm theo kiểu hệ số bất định. À, phân phối vô, phân phối 1, 2 vào. Em cũng ra được cái biểu thức này. À, còn làm theo kiểu của thầy như thế này thì nó cũng nhanh hơn. À, vì cái ta có cái này. À, suy ra thằng này bằng thằng này. Thì từ đây ta suy ra được cái tích phân của mình. À, nó sẽ là những thằng này. Và những thằng này thì mình sẽ tính được cái tích phân rất là dễ dàng. Đó. À, thì cái dạng này nè. Hồi nãy thầy cũng đã cái phần trước á, thầy cũng đã làm rồi. Nếu mà tử này là một số 1 á, tử là một số đó, thì làm theo kiểu này rất là nhanh. Còn nếu mà tử là chứ ít á, tử chứ ít mà bắt buộc mình phải phân tích ra những cái dạng là 1 chứ ít, 1 ít trừ 1, 1 ít cộng 1 nè. À, thì thầy nghĩ là nên làm theo kiểu hệ số bất định. Nếu mà tử có ít đó nha, làm theo kiểu hệ số bất định thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà chỉ một số thôi thì làm theo cách này của thầy thì nó sẽ thú vị hơn. Thú vị hơn. À, và mục tiêu của mình vẫn vậy thôi. À, con đường đi khác nhau nhưng mục tiêu vẫn ra được cái biểu thức này. À, bắt buộc những cái dạng mà phân thức này nè phải đưa được những dạng này, giải một cái giải một cái tích phân của một cái phân thức hữu tỉ là phải đưa về những cái dạng này vậy thôi nha. À, ví dụ những cái bài này nè, em thấy là x mũ 3 nè, x mũ 3 luôn nè, thì làm sao đây? Ba nghiệm phân biệt thôi, dễ dàng thôi. X mũ 3. À, thằng này đi. À, những cái dạng khác đó, nè, trên tử nó chứ ít nè, trên tử chứ ít nè, thì thầy nghĩ là mấy em nên làm theo kiểu hệ số bất định. Và hệ số bất định là trình bày ngoài nháp nha. Cái cách làm thì ở video trước video này thầy đã chỉ rồi, phương pháp hệ số bất định. Rồi, thằng này nè. Nha, x3 chia x trừ 2 x bình trừ 1. Thằng này thì nhìn vô thấy có nghiệm rồi. Thằng này là nghiệm trừ 1, 1 và nghiệm là 2. À, rồi và tử là bậc 3. Thì cái kinh nghiệm hồi nãy video trước đó mình làm đó, là mình sẽ phải là chia, đúng không? Chia trước khi làm. Đó, chia trước khi làm. Thì để chia, chia theo kiểu của thầy thì bắt buộc thằng này mấy em phải phân phối vô. À, thì em mới chia được. Nha, phân phối vô rồi mình mới tách cái thằng tử này mình chia được. Rồi, à, bằng tích phân từ 3 đến 5 của thằng này phân phối vô là x mũ 3 trừ 2x bình trừ đi x và cộng đi 2. Thằng này là x mũ 3 trừ 2x bình trừ x cộng đi 2. Trừ 2x bình thì mình phải cộng 2x bình, cộng đi x và trừ đi 2 để cho cái tử này là x mũ 3 thôi. Oh, bằng từ 3 đến 5 của 1 cộng đi 2 x bình trừ cộng x trừ đi 2 chia cho biểu thức đây là x trừ đi 2. Mấy em đừng có ghi lại này nè, ghi lại này là mệt đó. X trừ đi 2 nhân cho x trừ 1 nhân cho x cộng 1 dx. Rồi tới đây á, tới đây thì thực sự đây thì mấy em cũng không cần phải đặt gì cả nha, tại vì đặt nó cũng không có nhanh hơn bao nhiêu đâu. Đặt mình thế, mình đặt tê, mình đổi cận, mình thế vô tùm lum tà la hết, nó còn dài hơn nữa. Ở đây thì thầy sẽ làm theo kiểu hệ số bất định. Đầu tiên á là lấy nháp ra, lấy nháp ra phân tích nha. Rồi lát mình sẽ làm thằng này, lấy nháp ra phân tích nè. Thằng này nó sẽ có dạng là a chia cho x trừ 2 cộng b chia cho x trừ 1, chắc chắn điều đó, cộng cho c chia cho x cộng 1. À, rồi, thầy sẽ làm luôn nha. Bằng nè, mẫu thức chung nè. Thầy không có cần mẫu thức chung đâu. Thầy cần bằng a nhân x trừ 1 x cộng 1 là a nhân cho gì? A nhân x trừ 1 x cộng 1 là a x bình phương trừ đi a. Không, hẳn thức là x trừ 1 x cộng 1 ra là x bình trừ 1 nhân a vô là a bình trừ a. Tiếp tục, cộng cho b nè. B nhân cho 2 này, hồi lộn, b nhân cho 2 này. Đầu tiên lấy 2 này nhân trước đi, ra là x bình x nhân với trừ đi x và trừ đi 2. Như vậy chỗ này sẽ là b x bình
trừ bx và trừ đi 2 b đúng không? Hai này nhân lại, à, thầy nhân x nè là ra x bình nè, ra x đó thì lấy trừ 2 nhân với x và lấy x nhân với 1 trừ 2 cộng 1 ra là trừ x, trừ 2 x cộng 1 trừ x, trừ 2 nhân với 1 ra là trừ 2, lúc đó thầy mới ấy vô. À, thì cái kiểu mà nhân theo kiểu kỹ thuật á, mà nhân của hai thằng bậc nhất á, bây giờ thầy sẽ biểu diễn kỹ thuật nhân hai thằng bậc nhất này nè. Tới đường C nè là tích của hai này là x trừ 2 nhân cho x trừ đi 1. Kỹ thuật là như thế này. Đầu tiên á là lấy hệ số bình, hệ số bình thì chỉ gồm một thằng thôi, x nhân x ra x bình, ghi ra liền. Tới hệ số x á là gồm hai thằng, hệ số x gồm hai thằng là thằng trừ 2 nhân x và x nhân trừ 1. Trừ 2 nhân x là trừ 2, x nhân trừ 1 ra là trừ x, trừ 2, trừ cho x nữa, trừ 2x và trừ cho x nữa, đó là trừ 3x. Đó, thằng này thì nó gồm hai thằng. Và thằng cuối cùng mới chỉ gồm một thằng thôi, là 2 nhân với 1, trừ 2 nhân trừ 1 ra là 2. Đó, thì đó là cái kỹ thuật nhân, nhân theo cái số mũ, nhân theo số mũ, bậc 2, bậc 1 tới bậc 0, nhân từ từ. Thằng này là cộng b bình trừ bx cộng 2, thằng này là c, thì c là cộng cho c bình trừ cho 3cx và cộng đi 2c, ủa lộn, c bình chứ, c bình. Thì giờ mình sẽ gom lại cho nó đúng cái hệ số của nó là a cộng b cộng đi c tất cả nhân chết bình, cộng cho x đó là có trừ bx trừ 3c, đặt dấu trừ ra, không trừ b mà trừ 3c tất cả nhân chết, trừ b trừ 3c nhân x. Rồi thằng này là trừ a cộng 2c trừ đi 2b, trừ a trừ đi 2b và cộng đi 2c nha. Nó trừ a trừ 2b cộng 2c. Rồi. Rồi thằng này thì cái hệ số của nó là bao nhiêu đây? 2 1 trừ 2. À, như vậy thì có là a cộng b cộng c bằng 2 bằng 1 và bằng trừ 2 nè. À, trừ b trừ 3c, trừ b trừ 3c và trừ a cộng 2b. Ủa trừ a. Trừ a trừ 2b mà cộng cho 2c. Thực sự nha, mình đang làm nháp. Nha. Đang làm nháp. Cho nên có thể lấy máy tính bấm cái này, nếu biểu thức nó phức tạp quá lấy máy tính bấm. Đang làm nháp mà, đúng không? Đang làm nháp, lấy máy tính bấm thằng này. Đâu ai biết mình làm gì đâu. 5 nè, 2 nè, 1 bằng, 1 bằng. Thì nó nhanh hơn. Nếu mình tính thì chắc chắn mình không có tránh khỏi cái sự sai sót. Còn làm máy tính á, không nè, thằng này là chết cha rồi. B là trừ 1, B là trừ 1, A là 0. Đây là thằng này nè. À, nếu mà là máy tính á, thì mình phải tự tin với cái kỹ năng bấm máy của mình. À, là bấm không sai. Tại vì máy tính á, sai là chỉ do người bấm sai thôi, chứ máy tính không bao giờ tính sai. À, nó hay ở chỗ đó. Còn nếu mà mình làm ở đây nè, là cũng là cái gì? Nếu mình làm á, mình tự làm bài này á, vừa tốn thời gian mà vừa gì, mình có thể sai nữa. À, mà cái nào sai dễ hơn? À, tự làm thấy sai dễ hơn, cho nên á, thầy khuyên là nếu mà phức tạp kiểu này á, không nên làm, lấy máy tính bấm. Và nếu mà mấy em thấy nghiệm đẹp như thế này đó, là nên tự tin chút xíu. À, còn thấy nghiệm xấu mà số chia một phẩy mấy, một hai một hai ba bốn sáu thì tùm lum lạ là mệt lắm nha. Thì đây thầy thấy là a là 8/3, b là trừ 1/2 và c là trừ 1/6. A là 8/3 nè, b là trừ 1/2 nè và c là 1/6 nè. À, trừ 1/6, trừ 1/2, 8/3, trừ 1/6 luôn. Rồi, à, đối với thằng này thì dễ, à, dễ dàng nha. Đó, copy nó. Dạ, đứng máy luôn. Rồi, copy nè. Đó, đối với đó thì dễ. À, khi mà làm ra ngoài nháp rồi đó, à, thầy sẽ thế vào đây. À, cho nên đó, nháp là khúc đó. À, kế tiếp á, thầy sẽ làm tiếp thằng này. Được không? Nháp nè. Thầy sẽ để nháp lên trên này cho mấy em nhớ. Nhớ cái nháp ở đây. Sau đó thầy sẽ bằng nè. Thằng này nè. Bằng tích phân từ 3 đến 5. Bài này mình không có đổi biến gì cả. À, mình không đặt ẩn phụ gì cả nha. Tích phân từ 3 đến 5 của dx cộng cho tích phân từ 3 đến 5. Số 1 này là dx nè, thầy để đó. Thằng abc của thầy là như đây. ABC thầy là đây. Ôi trời ơi, thầy lỡ xóa cái kia rồi. À, còn phải thế vô một cái đám gì nè. Đám đây nè.
mình mới chia xuống được. À, chứ chứ em không có lấy a là 83, b trừ 1, 2c là trừ 1, 6 vào đây được. À. Vậy nha, thôi à, tại lỡ xó rồi mấy em còn nháp với mấy em làm. Nói chung là cái bài này thì nó cũng dễ, của ba thằng thì nó dễ. Thực sự là những cái thằng mà bậc cao như thế này á, thầy nghĩ là nó không có cho thi nhiều đâu. Này nó hơi khó. Hàm hữu tỷ thì cho thi, hàm hữu tỷ cho thi, nhưng mà bậc cao quá thì thầy nghĩ là nó khó cho thi hơn. Video sau mình sẽ đi làm cái có nghiệm, có một nghiệm nhưng mà khác bởi ba, tức là có nghiệm nhưng mà phương trình ax bình cộng bx cộng c là một phương trình vô nghiệm. Phương trình này vô nghiệm, còn phương trình này là có nghiệm, thì mình cũng làm tương tự vậy thôi. Mình cũng tách ra dạng là a chia x trừ 1 nhân cho một thằng này chia cho một phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm này quay lại cái dạng cũ của mình học là gì đây? Dạng cũ mình học là giải theo kiểu là đặt x bằng a tan đó, nhớ không? Tách thằng này ra hằng đẳng thức rồi đặt x bằng a tan nè, tách thằng mẫu vô nghiệm nè, x bình cộng 3 này, thấy không? Một cái phương trình vô nghiệm. Trời ơi còn dạng D nữa hả? Thấy mệt, mệt quá trời mệt. Thôi cái dạng này thì sẽ không nói đâu. Cái dạng này thì không nói đâu. Tích phân của một cái hàm mà khác bởi 3 nè, mình sẽ không nói. Dài quá trời dài. 110 trang mà mình làm hết 46 trang rồi. Thôi mình sẽ dừng ở đây.